Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi những nội dung chính của chúng tôi sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 5 năm đốt lò, ông Trọng không diệt được thế lực của bà X Nguyễn Tấn Dũng. Nay thì phải ngậm ngùi nhìn thế lực của Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh một cách mạnh mẽ. Có vẻ như ước muốn lớn nhất của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng xa vời. Sau 5 năm thất bại tại chính trường thì hiện nay thế lực của Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh một cách rõ rệt. Muốn bắt được Nguyễn Tấn Dũng thì nên bắt trong khoảng từ năm 2016 đến năm 2020. Đó là thời gian nhiệm kỳ thứ hai ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Còn bây giờ thì thế cờ đã đổi thay, thế lực miền Nam của Lê Thanh Hải bị yếu, thế lực của Trương Tấn Sang cũng sắp mất hết quyền lực. Thời nay là thời của thế lực Tây Ninh và thế lực Kiên Giang của gia đình bà X Nguyễn Tấn Dũng. Với việc Phạm Minh Chính làm đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ thì xem như là tiếng nói của gia đình bà X Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn đến thành phố này. Ngoài việc con trai ông Nguyễn Tấn Dũng nắm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì một thuộc hạ của bà Dũng mới đây cũng được bổ nhiệm nắm Bí thư tỉnh An Giang. Như vậy thì có thể nói thế lực của bà X Nguyễn Tấn Dũng nắm chắc một bộ, ảnh hưởng đến chính phủ và nắm chắc tỉnh Kiên Giang và ảnh hưởng đến Cần Thơ và An Giang. Vòi bạch tuộc của thế lực bà X Nguyễn Tấn Dũng đang vươn. Và như vậy thì với nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm được gì bà X Nguyễn Tấn Dũng thì làm sao có thể làm được gì trong nhiệm kỳ thứ 3 từ năm 2021 đến năm 2026. Ông Trọng chắc chắn sẽ không làm được gì. Và ngày 5 tháng 5, báo chí Cộng sản Hà Nội đã cho biết ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Hồng Quang được bổ về làm Bí thư tỉnh ủy An Giang. Bộ Chính trị công bố quyết định số 68 về việc điều động phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang. Bà Trương Thị Mai với vai trò là trưởng ban tổ chức Trung ương đã ra quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Hồng Quang 53 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, ông Quang trưởng thành từ một cán bộ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Năm 2011, ông giữ chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, rồi Phó Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang. Sau đó, ông Quang được điều động quay lại giữ chức Phó Chánh án trực thuộc Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao. Từ tháng 9 năm 2020, ông Lê Hồng Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào hồi tháng Giêng vừa qua, ông Quang tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Như thường lệ, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Hồng Quang. Nhiệm vụ của ông Lê Hồng Quang là tiếp tục công việc của bà Võ Thị Ánh Xuân. Nhiệm vụ trước mắt của ông Quang là thực hiện nhiệm vụ thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ biên giới, tập trung cao độ hơn nữa, và làm được việc này không những giúp kinh tế An Giang phát triển mà còn góp phần chung với cả nước. Ông Lê Hồng Quang khẳng định được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư tỉnh ủy An Giang là một thuận tiện và được bổ đi tỉnh là người thuộc diện cơ cấu cao hơn. Ông Lê Hồng Quang là người gốc Kiên Giang, là người mà nhà ông Nguyễn Tấn Dũng rất cần. Ở miền Tây Nam Bộ, tiếng nói của Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh, và một Ủy viên Trung ương Đảng người An Giang thì lại càng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bà X Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng đang diễn biến một cách phức tạp, vì vậy mà không thể để mất cảnh giác, cần phải đẩy mạnh công tác kiểm soát biên giới, tích cực phòng chống dịch bệnh và xuất nhập cảnh trái phép. Nếu như mà Lê Hồng Quang mà thực hiện không tốt thì rất có thể thế lực phía Bắc lại thọc tay vào tận An Giang kỷ luật như đã kỷ luật Nguyễn Thanh Nghị, thì ông Lê Hồng Quang sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ông Lê Hồng Quang rất cần kết hợp với bà Võ Thị Ánh Xuân để nắm nhân sự tỉnh ủy. Nếu không nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của các cựu lãnh đạo tỉnh ủy thì có thể nói Lê Hồng Quang khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng sẽ nỗ lực hơn nữa để gây ảnh hưởng lên miền Nam, và thực tế thì hiện nay Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới nắm một bộ không lớn lắm, cho nên cơ hội để tiến thân vào vị trí cao hơn cũng hẹp hơn. Nếu nắm Bộ Giao thông Vận tải hay Bộ Công Thương thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Ông Phạm Minh Chính chỉ mới nắm chính phủ, và ông Chính cần phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể kiểm soát hoàn toàn chính phủ và xây dựng sức mạnh. Ách hẳn tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị là Bộ Chính trị chứ không phải là chức Phó Thủ tướng. Nếu là chức Phó Thủ tướng thì phải là Phó Thủ tướng thường trực. Tuy nhiên để đạt được điều đó là rất khó. Nguyễn Thanh Nghị đã 45 tuổi mà chưa làm Ủy viên Bộ Chính trị thì xem như là chậm hơn Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính trị khi tuổi mới 46 còn rất trẻ. Tham vọng của Phạm Minh Chính tất nhiên thì là rất lớn. Át hẳn ông Chính không thể hài lòng với chiếc ghế thủ tướng mà ông đang có. Rất có thể ông Chính sẽ tranh đoạt chiếc ghế tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau. Và nếu như mà Nguyễn Thanh Nghị vào được Bộ Chính trị trong vòng 5 năm tới thì có lẽ bài toán đẹp nhất. Nếu như mà không vào được Bộ Chính trị thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ mất đi cơ hội. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã 77 tuổi và có tiền sử bệnh đột quỵ. Một nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Trọng là quá sức, không mấy ai tin ông Nguyễn Phú Trọng có thể lết đến hết nhiệm kỳ thứ 3 này. Và nếu như mà ông Nguyễn Phú Trọng mà về hưu hoặc tuổi thọ kết thúc giữa nhiệm kỳ thì đó là tin vui lớn nhất đối với gia tộc bà Nguyễn Tấn Dũng. Cho đến nay thì ai cũng biết Nguyễn Tấn Dũng đã dùng mọi khả năng để giúp đỡ hai đứa con trai ông tiến thân trên con đường chính trị. Tuy nhiên thì việc chuẩn bị kỹ cho con cái về học vấn chứ không phải ông ta chỉ ỷ vào quyền lực rồi nâng đỡ những đứa con kém cỏi thiếu trình độ như trường hợp của Nông Đức Mạnh. Việc quản lý kinh tế đất nước, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chứng tỏ là một thủ tướng yếu kém nhất lịch sử khi mà nền kinh tế đất nước dưới thời của ông bị làm cho tan nát. Tuy nhiên thì về thủ đoạn chính trị thì ông rất vượt trội. Cho đến bây giờ thì ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ mới có chịu thua một mình ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Việc đưa người của mình trám vào một số địa phương ở miền Tây Nam Bộ cho thấy bà Nguyễn Tấn Dũng có những bước tính toán rất vững chắc. Nguyễn Thanh Nghị được thừa hưởng lý lịch đỏ là một lợi thế. Tuy nhiên thì Nguyễn Thanh Nghị còn được người cha nổi tiếng của ông cầm tay chỉ việc và tính từng bước đi chắc chắn. Nguyễn Thanh Nghị là một hạt giống đỏ may mắn nhất hiện nay. Hiện nay thế của Nguyễn Phú Trọng là rất mạnh, nhưng trong vòng 5 năm nữa thì không dám chắc ông Trọng có thể duy trì được phong độ như hiện nay. Và phong độ của ông Trọng đang xuống thì ai cũng thấy, thì không thể ông Nguyễn Phú Trọng không thấy. Và có thể nói cơ hội đưa Nguyễn Tấn Dũng vào tù đã vượt khỏi tầm tay của Nguyễn Phú Trọng rồi. Về con đường con cái thì ông Trọng không thể nào sánh bằng Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy xây dựng cho con cái rất nền tảng, nền thế lực của bà Nguyễn Tấn Dũng mới hồi sinh sau 5 năm mất quyền lực. Trong nhiệm kỳ này của Nguyễn Phú Trọng chỉ còn cơ hội triệt hạ Nguyễn Thanh Nghị. Nếu bỏ qua cơ hội này thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực. Về trường hợp của Nghị thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh cũng không dễ. Và nếu như mà Nguyễn Thanh Nghị mà làm bộ trưởng trong chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc thì ông sẽ đánh dễ dàng hơn. Còn Nghị mà là bộ trưởng trong chính phủ của Phạm Minh Chính thì khó khăn hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ muốn đánh Nguyễn Thanh Nghị thì cũng đợi cơ hội chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Thế lực của Nguyễn Tấn Dũng chỉ yếu hơn thế lực của Nguyễn Phú Trọng thôi, chứ thế lực của ông Dũng không hề dễ dàng bị đánh. Không biết sắp đến Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính sẽ làm gì, tuy nhiên thì điều dễ nhìn thấy nhất là mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị sẽ khăng khít hơn. Như vậy thì càng về sau thì Nguyễn Phú Trọng càng để cơ hội hạ Nguyễn Thanh Nghị vượt khỏi tầm tay của mình. Và thời gian vẫn còn dài, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với gia đình bà X Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quản trị web, blog, nghề dễ đi tù nhất ở Việt Nam. Nhà chức trách Việt Nam luôn canh me để bỏ tù liên quan đến quyền mở miệng. Với người đọc, nếu muốn trao đổi quan điểm về bài viết hoặc nhận xét đánh giá thì hãy để lại lời bình luận có tâm, thiện chí với tác giả. Với người viết, hãy thận trọng với những lời bình luận của công chúng trong bài viết của bạn. Hãy xử lý trước khi chúng kịp mang đến tai họa. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã đưa ra nhắc nhở như trên sau đúng một ngày kết thúc phiên tòa hình sự xử sơ thẩm vụ án bà Cấn Thị Thêu, tên tôi là nạn nhân cộng sản. Trở lại với tựa của bài viết vì sao nghề quản trị web ở Việt Nam dễ bị đi tù. Thuật ngữ administrator là người quản trị hay là quản trị viên. Đây là quyền cao nhất đối với quản lý viên với các nền tảng trực tuyến, website, Facebook, diễn đàn thì admin là người điều hành. Có lẽ việc dễ bị đi tù ở đây chủ yếu rơi vào admin. Facebook tức là quản trị viên của các fanpage, group và những người này có tất cả quyền hạn đối với một cái group fanpage đó, và thường thì các fanpage group được tạo ra nhằm hướng nhiều đối tượng khác nhau và nhằm thu hút lượng tiếp cận tương tác và cũng để giải trí hay mua bán kinh doanh tùy theo mục đích của admin tạo ra. Cũng vòng nguy hiểm đe dọa tù tội tương tự đó là admin diễn đàn, tức là người quản lý một cái diễn đàn blog có quyền hạn cao nhất trong đó. Họ sẽ kiểm duyệt nội dung mà các thành viên đăng tải trên trang của họ. Ở các diễn đàn, forum hay các blog cộng đồng là nơi người ta có thể thấy admin nhiều nhất. Admin diễn đàn là người tương tác mạnh với cộng đồng trong diễn đàn đó và luôn xuất hiện với danh nghĩa admin. Khác với admin website, đôi khi cộng đồng không hề biết đến thương hiệu cá nhân của admin website. Người làm admin Facebook sẽ quản lý các group fanpage của doanh nghiệp, bao gồm việc đăng tải, kiểm duyệt các bình luận hay bài đăng tải, cảnh cáo và xóa các bình luận xấu nhằm bảo vệ trang của mình trước những thành phần xấu, đồng thời thì tương tác với các thành viên trong nhóm. Thường thì để an toàn trong hạn mức nào đó thì phía quản trị thường sử dụng mẫu câu như ở trên VOA. Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên đài VOA nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và chính phủ Hoa Kỳ. Một vấn đề được đặt ra là vì sao nhà chức trách Việt Nam luôn canh me để bỏ tù liên quan quyền mở miệng như nhắc nhở ở phần đầu bài viết này từ luật sư Đặng Đình Mạnh. Có phải không, tự kể điều mình biết, tự nói điều mình nghĩ với hàng triệu người đã trở thành chuyện đơn giản và bình thường khi mà một người nói nhiều người có thể cùng nghe, bất kể người đó là ai, làm gì, ở đâu, thì vai trò vị trí của cá nhân trong tương tác với xã hội đã khác trước và chắc chắn sẽ càng ngày càng khác. Và đó cũng là lý do để dù muốn hay không, hệ thống truyền thông chính thống phải tự thay đổi. Mà dễ thấy nhất là các mục bình luận nằm ở dưới các bài viết trên báo điện tử luôn là nội dung thu hút độc giả nhất cho sự tương tác. Đơn cử, bài báo dân kiện chủ tịch tỉnh không dự tòa vì lý do công tác. Trên Giờ Tuổi Trẻ, phần bình luận được kiểm duyệt đã xuất hiện hai nội dung nhẹ nhàng như sau. Bạn đọc thấy nội dung của bài viết rất hay để rộng đường dư luận biết. Tòa án cũng đau đầu cách né tránh của Chủ tịch Ủy ban Khánh Hòa không mang tính thuyết phục và Chủ tịch làm đúng thì nên thu xếp công việc để có mặt tại phiên tòa làm rõ cho bên nguyên đơn. Sự dè dặt của báo chí ở đây trong phần xét duyệt bình luận của độc giả có căn cứ từ một quy định được thể hiện qua hình thức tự nguyện. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong đó các khoản 02, 03, 04, 06 tại điều 4, những việc điều người làm báo không được làm khi tham gia mạng xã hội. Cụ thể, người làm báo ở Việt Nam tuyệt đối không được có những hành vi như đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu ý kiến trái với đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trái với nội dung quan điểm của các tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác. Bình luận, nhận xét, chia sẻ các thông tin có mục đích kích động lôi kéo người khác, phản ứng tiêu cực về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, có yếu tố phức tạp, nhạy cảm, đang cần tạo cách nhìn thái độ tích cực mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận của xã hội. Thông tin vụ việc chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, gây tổn hại về thể chất, danh dự, nhân phẩm của công dân, tuyên truyền kích động bạo lực, cổ suý, lối sống, đồi trị, hủ tục, mê tín dị đoan, các hành vi tiêu cực, phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc, chủng tộc. Nếu người làm báo vi phạm các quy định nêu trên thì sẽ không chỉ vi phạm luật báo chí mà còn vi phạm bộ luật hình sự, và Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh rằng sở dĩ họ đưa ra các quy định này là trực tiếp xác định tiêu chí đạo đức nghề nghiệp có tính chất răn đe để hội viên không vi phạm. Khi một bài viết được đăng công khai thì người đăng không chỉ chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình trước pháp luật mà còn phải chịu trách nhiệm về những lời bình luận của mình cũng như của công chúng trong bài viết ấy. Rủi thay, nếu như mà lời bình luận ấy mang nội dung chống phá chính quyền thì danh tính tác giả của bài viết sẽ được đưa vào tầm ngắm của các cơ quan bảo vệ pháp luật và kéo theo sự chế tài và khả năng không hề nhỏ, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hai cách ứng xử khác nhau của hai nền văn hóa. Cùng là người Á Châu nhưng cách ứng xử của hai hãng xe thể hiện hai nền văn hóa khác nhau, văn minh và mọi dợ, đó là hãng Honda của xứ tư bản dẫy chết và VinFast của xứ thiên đường cộng sản. Bài báo Chính Doanh nghiệp ra hôm 6 tháng 5 năm 2021 đăng bài Honda Việt Nam triệu hồi hơn 7.000 xe vì lỗi bơm nhiên liệu. Theo đó, công ty Honda Việt Nam vừa ra thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi 27.640 xe Honda City, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 vì lỗi bơm nhiên liệu. Honda Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra trên thị trường. Tuy nhiên thì để đảm bảo quyền lợi an toàn cho khách hàng, hãng đã triển khai chương trình triệu hồi và khuyến cáo khách hàng nên nhanh chóng mang xe đến nhà phân phối của Honda để được thay thế bơm nhiên liệu đúng tiêu chuẩn. Honda Việt Nam sẽ kiểm tra thay thế bơm nhiên liệu miễn phí cho các xe bị lỗi thuộc diện triệu hồi và phụ tùng thay thế, và chi phí nhân công liên quan đến việc triệu hồi này sẽ do Honda Việt Nam chi trả. Đó là cách ứng xử văn minh với mục tiêu là bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dùng là trên hết. Mặc dù Honda chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra, nhưng khi phát hiện thì họ lập tức hành động. Cũng thời điểm này, một sự kiện gây xôn xao dư luận tại Việt Nam đó là một người dùng tên là Trần Văn Hoàng đã đăng trên YouTube của mình về chiếc xe mà ông đã mua của VinFast với 10 lỗi lớn nhỏ. Trong video của mình thì ông Hoàng trình bày rất chi tiết về những điều mà ông cho là lỗi của hình ảnh cụ thể. Ông đã từng đem xe đến hãng VinFast sửa chữa bảo hành nhiều lần nhưng không thành công khi mà xe của ông chỉ chạy được 8.000 km. Không như hãng Honda, mặc dù khách hàng chưa có ý kiến nhưng họ đã tự động thu hồi xe và sửa chữa miễn phí, thì hôm 2 tháng 5 năm 2021, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0 và gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng đến uy tín của hãng. VinFast đã gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an và cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc. Điều buồn cười là cuối thông báo VinFast nói luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên thì cuối bài viết VinFast lại thòng một câu rằng chúng tôi cũng kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến thương hiệu và đặc biệt là gây lo lắng hoang mang cho cộng đồng người dùng, và cho rằng đây là cách để cho VinFast thể hiện sự tôn trọng và mong muốn bảo vệ quyền lợi tối thượng của những khách hàng chân chính. Đúng là lưỡi không xương, nói rằng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng nhưng khi khách hàng phản ánh thì lại báo với công an. Nói trắng ra đây là kiểu gắp lửa bỏ tay người khi mà họ dùng quyền lực của mình để uy hiếp người dùng theo kiểu cả vú lấp miệng em. Chẳng có cái luật nào cấm người tiêu dùng thắc mắc về sản phẩm mình mua cả, và nếu như khách hàng bị tước bỏ quyền phàn nàn công khai về hàng hóa và họ đã bỏ tiền ra để sở hữu hợp pháp thì không ai muốn mua hàng Việt Nam nữa. Nhiều ý kiến cho rằng VinFast đã đi nước cờ sai khi mà tố cáo ra công an người review không tốt về xe của mình. Việc triệu hồi đền bù một món hàng sẽ hiệu quả gấp trăm lần việc đe dọa khách hàng. Người kinh doanh tầm cỡ cần có cái đầu thông minh. VinFast kết luận clip có nội dung không đúng sự thật, và muốn kết luận nội dung không đúng sự thật thì VinFast phải chứng minh, nói rõ không đúng sự thật ở những điểm nào. Và đằng này thì chưa kiểm tra đối chứng nhưng VinFast đã kết luận như thật. Vậy biên bản giám định kiểm tra chứng minh clip đó không đúng sự thật ở đâu và vui lòng trình cho người tiêu dùng được biết, và nếu như không trình được tức là không có. Thay vì đưa vụ việc ra tòa dân sự, VinFast chọn hình sự hóa để trừng trị khách hàng dám chê trách xe hơi VinFast Lux A2.0. Và điều đặc biệt nữa là VinFast đang có kế hoạch vươn ra thị trường thế giới. Phát biểu của Reuters, giám đốc điều hành Nguyễn Thị Vân Anh cho biết VinFast sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ và châu Âu vào năm 2022 và tham gia vào thị trường đầy cạnh tranh với ông kẹ Tesla của Elon Musk như báo Tiền Phong ra ngày 4 tháng 5 năm 2021 đã đưa tin. Câu hỏi được đặt ra là tại sao VinFast không khởi kiện khách hàng ra tòa mà lại muốn dùng công an? Bởi kiện thì bung bét và vụ kiện sẽ lan ra quốc tế. VinFast sẽ không còn một khách hàng nào nữa và còn dọa công an thì chỉ khủng bố một khách hàng và phải sửa xe 10 lần đó mà thôi. Tin mới nhất, chủ kênh YouTube Google Trần Văn Hoàng đăng tải video mới cho biết 40 hãng luật liên lạc để hỗ trợ cho Trần Văn Hoàng trong vụ này. Mặc dù lớn mạnh và vòi bạch tuộc phủ khắp nơi nhưng Vin một tay không thể che nổi mặt trời và khó che hết mạng xã hội nơi mà có 65 triệu người dân trong nước và hàng trăm ngàn chuyên gia người Việt khắp trên thế giới âm thầm theo dõi Trần Văn Hoàng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Biden đối mặt báo cáo việc làm ảm đạm. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã phản ứng trước một báo cáo việc làm đáng thất vọng trong tháng 4 bằng cách nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ còn một chặng đường dài phía trước. Trước khi phục hồi sau đại dịch, ông kêu gọi Washington làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho người dân Mỹ, theo Reuters. Tăng trưởng việc làm của Mỹ bất ngờ chậm lại vào tháng trước và có thể do thiếu nhân công và nguyên liệu thô. Việc làm trong ngành phi nông nghiệp chỉ tăng 266.000, thấp hơn nhiều so với gần 1 triệu việc làm mà các nhà kinh tế dự kiến và trái ngược hẳn với mức tăng trưởng ổn định từ tháng Giêng cho đến tháng 3. 5 câu hỏi cho Joe Biden về nền kinh tế. Biden và nhóm của mình nói gói cứu trợ đại dịch giá trị 1,9 nghìn tỷ đô la của ông, thành tựu lập pháp lớn đầu tiên của Tổng thống Đảng Dân Chủ, đang giúp đưa nền kinh tế trở lại sau cơn đại dịch mà họ đang thúc đẩy thêm 4.000 tỷ đô la đầu tư mới. Theo quan điểm của tôi thì báo cáo hôm nay chỉ nhấn mạnh rằng các hành động mà chúng tôi đang thực hiện quan trọng như thế nào, Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Những nỗ lực của chúng tôi đang bắt đầu có kết quả nhưng chúng tôi cần leo dốc và chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Chỉ số chứng khoán vẫn leo lên mức cao kỷ lục bất chấp báo cáo ảm đạm về việc làm vì ít nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm giảm chương trình kích thích kinh tế lớn và đặt cược rằng kế hoạch đầu tư của Biden sẽ thành công. Báo cáo việc làm nhấn mạnh sự chia rẽ chính trị khó giải quyết ở Washington đối với chi tiêu của chính phủ. Đảng Cộng Hòa và các nhóm kinh doanh phản đối các khoản trợ cấp thất nghiệp hào phóng trong gói cứu trợ, cho rằng chúng đang ngăn cản những người Mỹ có mức lương thấp hơn quay trở lại làm việc, và giới chỉ trích phản đối mức chi trả cao trong các kế hoạch của Biden và cảnh báo rằng chúng có thể gây ra lạm phát. Biden nói rằng ông không tin rằng các lợi ích của chính phủ đang cản trở người dân quay lại làm việc và các nhà kinh tế của ông đã ủng hộ ông. Rõ ràng là có những người chưa sẵn sàng và chưa thể quay trở lại làm việc. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với các phóng viên, lấy ví dụ các gia đình có con đang học online, tôi không nghĩ rằng việc bổ sung tiền bồi thường thất nghiệp thực sự là yếu tố tạo ra sự khác biệt. Jared Bertanne, một thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống, nói với Reuters rằng gói cứu trợ Covid và kích thích kinh tế của Biden, được gọi là kế hoạch giải cứu Mỹ, đã giúp tạo ra trung bình hơn nửa triệu việc làm mỗi tháng, không tính đến tháng 4. Ông nói, đó là những con số lớn và dấu ấn của kế hoạch giải cứu Mỹ là tất cả những sự bổ sung đó. Bertanne và các quan chức khác nói rằng Nhà Trắng không yêu cầu chỉnh sửa kế hoạch này, nhưng phòng vận động hành lang kinh doanh của Phòng Thương mại Hoa Kỳ nói chính phủ nên chấm dứt khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung hàng tuần trị giá 300 đô la để giảm bớt tình trạng thiếu lao động. Một số bang bao gồm Arkansas, Montana, Nam California đã tự quyết định chấm dứt các khoản thanh toán thất nghiệp đặc biệt của liên bang cho cư dân của họ, từ chối tiền mặt của liên bang với hy vọng giúp các doanh nghiệp tìm được nhân công nhanh hơn. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio của Florida nói trên Twitter, tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi báo cáo việc làm không như mong đợi? Và tôi đã nói với bạn cách đây vài tuần rằng Florida, tôi nghe thấy từ các doanh nghiệp nhỏ mỗi ngày rằng họ không thể thuê người vì chính phủ đang yêu cầu họ không đi làm trở lại. Tỷ lệ người Mỹ đang làm việc hoặc đang tìm việc đã tăng vào tháng trước và số người cho biết họ không tìm kiếm việc làm vì Covid-19 đã giảm 900.000 vào tháng 4. Bertanne cho biết, những gì chúng tôi thấy là rất nhiều người vẫn do dự đi làm vì lo ngại về an toàn và vấn đề chăm sóc sức khỏe, vấn đề đi học, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ vấn đề này, ông nói. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.